Muốn in hoặc xem tờ khai thuế, kích vào báo cáo thuế. Kích vào biểu tượng tờ khai thuế giá trị gia tăng. Chọn tháng cần xem tờ khai, kích vào nhận. Để tờ khai thuế lên chính xác, yêu cầu số dư tài khoản và bảng kê bán ra, mua vào phải khớp nhau. Bạn có thể gõ trực tiếp số tiền điều chỉnh tăng giảm vào tờ khai để in ra. Lưu ý, thông tin này không lưu trong các lần sau. Đồng thời, bạn phải sửa luôn các chỉ tiêu thay đổi tương ứng. Nhấn F7 để in tờ khai thuế giá trị gia tăng.